Chào các bạn, bên bang mình á các bạn, hồi nó mưa mùa xuân với lại mùa đông nó mưa tơi tả kêu mà không biết luôn. Mấy cái bông thủy tiên của mình nó gục đầu hết rồi các bạn, nhưng mà mình tiếc lắm, mình thích nó đẹp nhưng mà bây giờ nó bị gục đầu rồi, thì mình lại cắt, mình bỏ vô trong chậu, trong lọ để mình chơn chơi. Chứ bây giờ nó gục vậy đâu có thấy đâu các bạn. Với lại mình mở cửa ra mình mới thấy là bây giờ mình cắt, mình đem vô nhà, mình để trong nhà mình chơi ha các bạn ha. Đó, bông nó nặng, nó gục qua một bên. Đó, cũng được mấy hôm rồi các bạn. Ôi, đừng có bể cái chậu này của mình. Nó gục đầu thì mình chơi theo kiểu gục đầu. Tại mưa các bạn xuống á, nước nó nhiều quá. Chứ mấy bữa mình đi ra ngoài kia mình quay phim á, hồ nó đẹp, nó trung rinh trong gió đẹp lắm các bạn. Quá chừng nước luôn, nước nó ướt hết luôn. Cái này nó mới bứt à, cắt luôn đi chứ không mình em lẻ loi. Đó, nó cao quá thì mình đừng có cắt cao ha các bạn ha, mình cắt thấp xuống lại một chút. Mà chân bông thì cũng đừng có chân thấp đều nhau các bạn, cái cao cái thấp nhìn nó mới đẹp. Hồi đó mình đi học cấp 3 các bạn, thi cắm hoa đó, mình cho một cái cao thì cao lên, cái mấy cái kia thấp. Cái thầy Minh hỏi thầy cô giáo chấm thi, hỏi chứ sao em cắm vậy, cái mình nói dạ cái đó là tượng trưng cho ý nghĩ vươn lên. À, các bạn coi nè, khi nó ngã gục rồi cái mình cắm vô trong cái bình á là được một bình hoa để mình ở trong nhà mình xem đẹp thôi các bạn ha. À, bây giờ các bạn coi cánh đồng hoa thủy tiên ở chỗ mình ở ha. Thủy tiên này các bạn, nó có một ý nghĩa phong thủy nha các bạn nha. Nếu mà mình trang trí trong nhà, trong phòng khách hay phòng làm việc á các bạn, tại vì cái hoa thủy tiên này theo phong thủy thì nó chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy tiềm năng sự nghiệp của con người á các bạn. Khi mà mình ngắm bình hoa thủy tiên đẹp thì có thể là động lực thúc đẩy những sự sáng tạo, giải quyết khó khăn trong công việc hàng ngày á các bạn. Ngoài ra, hoa thủy tiên còn làm tăng giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn, giúp thanh lọc không khí hiệu quả nữa nha các bạn. Mình thích hoa thủy tiên lắm đó các bạn, mà đến bây giờ mình mới mua các bạn. Tại vì mình thấy mỗi ngày nó có một vẻ khác nhau. Chẳng hạn như là lúc đầu thì mình thấy hoa thủy tiên màu vàng, rồi xong hoa thủy tiên màu trắng, rồi xong hoa thủy tiên cái màu vàng mà nhụy trắng, rồi hoa thủy tiên là màu trắng mà nhụy vàng, rồi nhụy màu cam. Nó nhiều lắm các bạn ơi. Rồi xong bây giờ là mình lại thấy nó có rất là nhiều cánh, loại hoa vàng mà có nhiều cánh nữa. Mình ưng quá cho nên là mình mua một bịch tôi để đó 10 củ về mình trồng á các bạn. Thì hoa thủy tiên này á mình có thể nhân giống lên á các bạn. Mình thấy gần chỗ mình ở đó, người ta trồng á thành vạt. Rồi xong rồi từ cái nó nở bụi ra thành bụi thành một đám rừng luôn á các bạn. Các bạn ơi, các bạn thích không? Nó nhiều màu lắm, nhưng mà cái này là người ta cũng trồng lâu rồi nè, cho nên là cái hoa là hoa ngày xưa, tức là nó chỉ là cánh đơn thôi, nó không có cánh kép như hoa nhà mình ha các bạn ha. Đó, mình sẽ tìm thêm để mình mua thêm để mình trồng cho nhà mình nó thành một rừng như vậy luôn nè. Các bạn thấy hoa nó đẹp không? Thì bây giờ mình thấy như vậy thì mình chia sẻ cho các bạn biết nè. Cái vẻ đẹp của hoa thủy tiên ấy, nó giống như người thiếu nữ đứng trước gió rung rinh nhẹ nhàng ha các bạn ha. Hoa này người ta cũng có thể dùng để làm quà tặng khi mà lễ tốt nghiệp hoặc là ngày đầu nhận việc á các bạn, vì cầu chúc cho người đó có một tương lai tốt đẹp, giàu có và thành công á các bạn. Và hoa thủy tiên này mình cũng có thể mang tặng người bệnh nữa các bạn. Người bệnh mà được mình tặng hoa thủy tiên á, thì giống như là mình mong họ có một sức sống mãnh liệt để mà họ vượt qua cái bệnh tật của họ á các bạn.
Thì hoa thủy tiên này có nhiều màu lắm, nhưng mà hiện tại mình đang quay cho các bạn coi là chỉ có hai màu thôi, đó là màu trắng và màu vàng. Màu trắng thì thể hiện cái sự tinh khiết ha các bạn ha, từ màu sắc cho đến hình dáng. Thủy tiên trắng như một cô nàng mới lớn đầy sức sống và trong sáng á các bạn. Còn về hoa thủy tiên vàng á các bạn thì tượng trưng cho sự quan tâm, lo lắng, yêu mến và lòng kính trọng với đối phương. Hoa thủy tiên vàng mang ý nghĩa là đưa đến những điều vương giả, là một biểu tượng của sự giàu sang, quyền quý và cao sang. Ok, bây giờ mình mua cái màu vàng là vậy đó các bạn. Có những loại hoa thủy tiên nữa mà màu cam, màu hồng, màu đỏ, màu nhiều màu lắm các bạn, màu xanh nữa. Thì mình sẽ từ từ mình sưu tầm. Mình là biệt danh thích từ từ các bạn, tức là mình thích nhưng mà từ từ mình sưu tầm, chứ mình không có ồ ạt mình làm một lần. Tại vì thứ nhất là nó tốn kém, thứ hai nữa là mình không chăm sóc nổi rồi nó hư nó chết uổng lắm. Mình sẽ từ từ tham khảo, từ từ trồng. Các bạn hãy subscribe kênh của mình đi, để khi nào mà mình trồng được cái hoa nào thì mình lại khoe với các bạn hoa đó ha. Thì hoa thủy tiên này theo chỗ mình ở á, thì dễ trồng lắm các bạn, chỉ cho củ xuống thôi rồi nó tự lên. Mình cũng có thể nhân giống nó, là tại vì khi mà cái hoa tàn á các bạn cắt hoa đi rồi nó sẽ nuôi nuôi tức là nó sẽ tập trung sức nó nuôi cái thân rồi nuôi cái củ, thì cái củ bự sẽ cho hoa đẹp ha các bạn ha. Nếu mà hoa thủy tiên này các bạn muốn đem vô trong nhà thì các bạn trồng ở trong nước cũng được nữa. Hết mùa các bạn đào củ nó lên, cho nó giống như là bây giờ tháng 4 nó nở hoa như thế này, thì tháng 5 cuối tháng 5 bắt đầu nó tàn rồi các bạn. Tháng 5 nó tàn thì mình để cho nó kêu bằng là sống một thời gian nữa thì bắt đầu nó rụi rụi. Đến tháng 10 các bạn là củ của nó là không, chỉ còn củ thôi chứ không còn lá gì hết. Thì lúc đó mình đào lên mình cất củ nó ha các bạn ha. Cất củ nó và mình đợi cho đến tháng 1. Tháng 1 đi mình cho nó vô trong nước là bắt đầu nó trổi hoa lên đó các bạn. Tại vì mình thấy á là mình trồng á là bắt đầu nó trỗi lên là bắt đầu nó ra cái bông trước rồi các bạn đó. Cho nên thấy cũng không khó đó các bạn ha, để sang năm mình sẽ trồng trong nước rồi mình chia sẻ cho các bạn biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hẹn các bạn trong video sau nha.